Tình hình tài chính diễn biến ngày hôm nay như thế nào? Sáng nay thì những cái tin tức liên quan đến lạm phát, chúng ta nghe nói lạm phát là 8,3% theo báo cáo ngày hôm qua, nhưng có 20 khu thành thị, trong đó kể cả Arizona, Texas và nhiều thành phố khác đó, mức lạm phát nó cao hơn rất nhiều. Và đúng như vậy, nếu mà quý vị nói là chúng ta thấy là chỉ có 8,3%, nhưng mà quý vị theo dõi nè, vé máy bay đó nó hầu như gấp đôi, ít nhất là cũng 70%. Mà chúng ta thấy đó, lạm phát có 70% hay không, mà tại sao vé máy bay tăng lên 70% so với cái thời kỳ trước đây, mà chúng tôi so với cái thời kỳ của năm 2019 trước đại dịch nha. Mà mình thấy là bây giờ cái giá vé nó vô cùng vô lý. Chẳng hạn như mà chúng tôi mới book một chuyến đi New York thử thôi, để xem coi tình hình như thế nào. Lúc trước mua có 300 mấy thôi, giá rất bình thường. Đi sang Washington DC cũng thế, 300 mấy. Hôm nay quý vị vào book 700 đô la. Như vậy là lên 100%. Hãng máy bay thì viện cớ nói rằng do tình trạng lạm phát rồi giá dầu cao. Giá dầu đâu có lên 100% đâu. Vâng, và lạm phát thì chỉ có 8,3%. Mình nghĩ rằng nếu mà đáp ứng với tình trạng này, vé máy bay lên 10%, 20% thì còn suy nghĩ được. Đằng này họ viện cớ cái số người đi du lịch cao, rồi Covid, rồi thiếu nhân viên, rồi lương lên cao, rồi mọi thứ họ tăng 100% luôn. Một vé đi sang châu Âu trước đây chỉ có 500-600-700, hôm nay đi vào 1,600. Wow. Yeah, chúng tôi đi book thử xem như thế nào. Rồi xe thì xe cũ thì họ nói rằng giá xe cũ đã tăng rất mạnh, và mặc dù là tình hình nó ổn định lại rồi, nhưng mà bởi vì số người đi chơi, mà nhất là sang Hawaii cũng vậy, muốn xe 1.000 đô la trong vòng có một tuần lễ thôi, 1.000 đô la không khác gì cái thời kỳ trước đây, đến bây giờ vẫn là 1.000 Mỹ Kim. Mà đó là cái tình trạng để cho thấy rằng thị trường cũng tiếp tục gặp khó khăn, mặc dù nó đỡ hơn, nó rớt nhiều quá rồi thì sáng nay một số những nhà đầu tư vẫn tìm kiếm để mua các cổ phiếu trở lại.